sát ngoài chỗ ra chỗ đấy mặt đường đấy. Cái đường đến ngày xưa là ao. Mặt đường chỗ dài gốt đấy, cửa mặt đường cửa cái dài gốt đấy trước là cái ảo nó mặt ảo đấy, nó sát đường đấy. Vâng. Ông nhìn chỗ này lâu chưa? Không, nó còn gì nó trước ngày xưa nó bị tàn biến đây là 9 năm đó nhưng mà nói thật ngày xưa là cái con nó bị xây đằng bác. Đây, anh ngồi sang bên này để kiểm tra cái đất đi xem nào. Chào bà. Đây tí nữa cháu sang nhà đấy để bốc bát hương đấy. Tí nữa cháu sang. Đâu anh kia đi đâu rồi nhỉ? Dương đồng nhỉ? Dạ vâng, để tí nữa cháu kiểm tra xem có việc gì ạ. Thực ra cái giải đất ở cái vùng này là nó là giải đất rất là nghịch, tại vì nó liên quan đến cái giặc cờ đen ngày xưa. Cái giặc cờ đen ngày xưa thì ở chỗ này nó là một cái khu đại doanh trại của nó. Vâng, đại doanh trại cho nên là nó cũng có nhiều cái tàn dư của chúng nó ở đây. Cho nên là cái việc mà rồi thôi được rồi, việc có thần với lại tâm linh tác động là nhiều. Ô anh kia đi đâu rồi? Sao đi thế nhỉ? Anh lấy gì? Ở đây đây có đây rồi. Ngồi đi. Trang quay vào rõ không? Quay rõ lá bài. Anh có con trai chưa? Chưa. Không có được nhỉ? Đây là tâm linh tác động. Và đây lá bài nó là như này. Đây là mệnh của anh đây khắc với con trai này. Rất là khó có đấy. Anh đang bị tác động. Đến bản thân anh cũng đang bị tâm linh tác động. Tâm trí của anh không bình thường đâu. Sức khỏe không tốt. Vợ chồng không đâu vào đâu đâu. Ôi, ông cũng là người bị tác động bởi tâm linh. Còn em trai nữa gì ạ? Em trai thì chưa thấy hiện lên. Chưa thấy hiện lên đây, còn thấy ông thôi. Với lại anh cũng là người bị. Đất này là đất nghịch,
đất này là đất dịch. Công nông chạy hơi buồn. Em cứ quay sát vào đây để nhìn rõ lá bài. Đây có thần nữ, có cả vong nam nữa cơ. Nam thanh niên người Tàu. Vâng. Anh có biết không? Hay có biết không biết à? Vâng. Đất này là đất nghịch. Vâng. Đất này thì lại chỉ có thần chứ lại không thấy có của. Vâng. Thì chứng tỏ là đây là cái tàn dư nó để lại. Vâng. Không thấy có của mà có thần. Thực ra những cái mảnh đất ở trong cái vùng Hoài Đức này, vâng, là đều rất là nghịch ở mọi nơi. Vâng, nhiều lắm. Có nó xem thấy gì đấy. Vâng, nó rất là nghịch ở nhiều nơi luôn. Vâng. Ông ở đây là do cũng là do tâm linh tác động chứ không phải tự nhiên bị như này đâu. Yeah. Đây cũng là do tâm linh chứ không phải do tuổi tác đâu. Đây là do tâm linh. Thế còn lại một người em là đang ở bệnh viện Thường Tín ạ? À? Vâng. Tức là bị như thế nào, biểu hiện như thế nào? Bị cái đấy gần chục năm nó bị nhẹ thôi ạ. Tức là không có vấn đề gì tự nhiên bị. Vâng. Không thôi ra bị trước nó bị nhẹ rồi bị nặng thì cũng nhiều lúc nó cứ một mình đi này này sao không chuyên cho mẹ này chẳng nhiều lúc cáu hết nọ kia nó cứ đánh người khác đánh bà này à, nhiều lúc nó không có bình thường cáu vâng. Đánh bà tức là mới tức là bị năm bao nhiêu tuổi bị cách đấy gần chục năm thôi tức năm nay bao nhiêu tuổi năm nay 91 năm nay 2000 91 là năm nay 31 vì cái này 6-7 năm thôi vì cái 2000 năm 2000 vâng và vâng và vâng 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 vâng. Vâng. Ai ạ? Tức là bà nằm mơ thấy người Tàu á? Đó, nó ngủ với ngủ với bà luôn nhá. Ở trên đất nào, bà nhà bà đất ở đâu? Cách đấy ít ạ. Mơ còn ạ. Đất ở vùng này nghịch lắm ạ, rất nghịch. Cho nên cái hệ thống đình đền ở đây nó rất nhiều luôn. Nó rất nhiều. Miếu nhiều lắm ạ. Vâng ạ, nhiều miếu. Ôi trời. Em trai của anh mà không can thiệp sớm là mất mạng rồi chứ không. Vâng, đấy còn đấy. Đấy còn muốn đấy. Không phải thật đấy. Là mất mạng rồi. Đấy. Thôi được rồi, tôi để lát nữa, để lát nữa. Tại vì đây là báo là đây là em trai đây này. Vâng. Đây là thần nữ tác động và đây là không nhanh là mất mạng đây này. Đấy, bà cứ mất mạng này. Trước có một đứa em trai nó cũng bị mất ngoài ảo nó thiền ở đây ạ. Một người con trai bị mất rồi. Em trai của con. Người bà nhỉ. Vâng, ba có một ông chú nữa trước mắt cổ đây. Chết rồi. Đây. Chú ruột chú này làm bố chú tắc cổ tại đất này luôn. Vâng. Cổ. Sau ông chú em còn chết áo thiên. Chết áo. Vâng, con ông em rơi được Thương Tín nữa. Là một người nữa chết ở Thương Tín. Không, một người bị Thương Tín. Rồi rồi. Tức là hai người mất đột tử. Vâng. Một người là chết ở dưới Thương Tín, một người dưới Thương Tín. Một người đấy là chết. Đấy là còn đang sống thì đấy. Vâng, một người thắt cổ, một người chết ở thì một người thắt cổ, một người chết đuối ở ao. Vâng, một người xuống Thương Tín. Thế vậy thì cái người chết ở ao này còn ít tí tuổi thôi, ít tuổi thôi. Vâng, có thấy con cái nải không? Không ạ. Không ba ba có người thay nát ba. Thầy ơi, con muốn nhờ thầy soi xét cho cái em mà chết ở ngoài ao ấy, xem là cái em thì là chú ý lên được bờ chưa? Chưa lên được bờ. Chưa. Thần nó bắt đi thì làm sao? Bây giờ phải bắt thần đi thì mới lên được. Vâng. Của đây nổi rồi. Trước đây cái nhà này thì ai xây? Xây thì cái ba của mẹ để ra ông cháu là xây cái nhà này. Không, cái
Nhà mới đấy. Bà xây thì lúc mà đào móng thì bà có nhờ ai đào móng? Những người nào đào móng? Máy. À? Vâng. Máy xử như máy. Máy đó. Ông đặt rồi đi tôi lấy tuổi ông cháu. Có cái tuổi ông cháu. Đất này ngày xưa có một cái bờ ao và một cái cây sung. Cái cây sung ở trên bờ ao ấy ạ. Trên bờ ao ở chỗ phía ngoài này thì có một cái cây sung. Và ở đấy là nó ngự ở đấy. Đây là hai con trinh nữ phải hai nơi, đây mới có một. Còn một nó phải chỗ nào nữa ở trong cái nền này, tại vì đây là cái nhà này xây từ năm nào ạ? Xây 2013 đấy ạ. Xây 2013. Vâng. Đây là 9 năm. Thế thì xây, sau khi xây xong nhà thì em của anh mới là vấn đề, biểu hiện vấn đề. Vâng, không phải từ thay cho anh con đầu, không biết đi vấn năm ạ. Vâng, 3, 5, 6 nó mới biểu hiện. Sau một thời gian, tức là động đến cái đất này này, đất này là khi mà xây nhà động chạm đến đất là con của bà là bị vấn đề này, nó tác động. Vậy thì đây là động đến chỗ của thần. Tức là mình đào móng là mình động vào cái chỗ của nó, cho nên nó tác động. Vâng ạ. Ông bị tai biến trước hay sau khi xây nhà? Dạ, xây nhà xong ạ. Vâng ạ, đấy là sự tác động của thần đấy mà. Con của bà và ông là bị tác động. Đây là động chạm chỗ của thần cho nên mới bị tác động như này. Và ông là người lấy tuổi của ông ấy nhỉ? Tốt rồi, bây giờ bắt thần đi nhá, sau đó kiểm tra lại tổng thể xem như thế nào. Đây đang nhìn tổng thể đây, nó là một giải thôi, thì nó có hai cái thần nữ, không cần đâu, không cần phải sang đường, ngồi đây là nhìn ra vấn đề rồi, tại vì nó là một cái giải đất này, không cây hương thì mình đấy là do mình lập nên thì mình đập nó đi cũng được, bỏ nó đi. Cây hương này lâu chưa? Cây hương đấy có từ bao giờ? 2007 ba người dựng lên nhỉ? Thôi được rồi, cái đấy thì không có vấn đề, tại vì thực ra đất nó nghịch cho nên là bà mới lập lên bàn thờ, nhưng thực chất đấy là thờ thần ở đây thôi, chứ không phải thờ mẫu nào, mẫu bán thiên nào đâu, không phải thờ ai khác đâu. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt tất cả các vong linh trinh nữ thần giữ của ở khu vực này lên thiên đợi xét xử. Đất này nặng lắm, đất này rất nặng. Đây là có hai con trinh nữ chứ không phải một. Ao này có người chết đuối à? Nấp rồi à? Vâng, thôi được rồi. Đây trước đây có một cái cây sung ở bờ ao cơ, cái sung bờ ao. Đây nó ao. Vâng, đây để cháu kiểm tra cái lệnh bắt thần. Vâng, cái nên để đây lên nha. Đây chỗ bức tường đi ra đây mà này, bức tường ra này là cái bờ ao, sau này thế nào? Đây là mọi người tập trung để bắt cho nó được đi ạ, chứ không chưa được đâu. Đây này, cái vong nhi ở đây, đây có một vong nhi nam bị giam giữ ở đây này. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bắt bằng được hai con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Cháu sợ đất này nó nặng, có khi phải quay lại đấy, phải xem kiểm tra như nào. Nếu mà nặng quá là phải bày trận đồ một tuần, sau đó quay lại nhé. Chứ không sợ là hôm nay chưa bắt được cái chứ. Có gì thầy nhắc còn. Vẫn là cái vòng nhi nam này. Cái vòng này rất là thiêng này, tức là em tức là em của anh ấy là rất thiêng này. Có mất anh nhỉ, anh chết
anh hay là em, anh trai được trai và vâng. Đây đây là rất là thiêng, đây là nam nhi như này. Được rồi. Anh trên nhà con thì một chú dưới nhà con ạ. Được rồi, được rồi. Hai người đều chia sẻ ạ. Vâng. Chú ruột đang thắt cổ lâu này. Chú ruột thắt cổ lâu chưa? Năm 86 thầy ạ. Con ở nhà út rồi mà làm cái gì còn. Thôi được rồi. Có một điều này nữa này, lát nữa phải gửi trận đồ cho anh để anh ngồi thì cái tâm của anh và cái tính của anh cũng như công việc của anh nó mới thuận lợi. Chứ anh cũng là người bị tác động mạnh ấy. Anh nhiều lúc anh nó gọi là bị dùng đúng từ chứ gọi là lẩn thẩn đấy. Vâng ạ, nó gọi là lẩn thẩn về thần kinh này. Bệnh thần kinh, bệnh động kinh nữa. Thanh kinh thôi. Động kinh. Động kinh. Tôi là bị từ bé hay là? Thôi được rồi, bây giờ thần ở đây thì bắt được rồi. Bây giờ còn điều nữa như thế này là thứ nhất là sẽ gửi cho anh trận đồ anh bày ở giữa nhà đây, vừa để làm sạch cái đất này, vừa để cho anh ngồi. Nhá, cho sức khỏe nó tốt thì nó sẽ cái bệnh động kinh của anh hoặc là thần kinh của anh nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều và nó có cái sức khỏe và nó làm sạch cái đất ở đây. Thế còn lại bây giờ thì gia đình muốn hỏi cái gì thì hỏi. Bà hoặc gia đình muốn hỏi gì thì hỏi. Thưa các bạn, chúng ta vừa xử lý một mảnh đất rất rất nặng nề về tâm linh và âm khí. Còn bây giờ thì tôi xin phép khép clip lại và để xem gia đình có muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại.